Vừa qua, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát dịch bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 66.380 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 15 bệnh nhân tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết giảm 61,5% và số người tử vong giảm 79 trường hợp. Dù số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trong cả nước giảm nhưng riêng miền Bắc tăng hơn 125%, đặc biệt Hà Nội tăng khoảng 5 lần. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 1.129 ca mắc sốt xuất huyết, nâng số ca là 6.693 ca. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong. Qua giám sát cho thấy, Hà Nội còn nhiều ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát dai dẳng do chưa xử lý dập dịch tốt ngay từ đầu và người dân còn chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.